chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình phát sóng mỗi ngày chia sẻ những thông tin mới, thiết thực, hữu ích về tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp của quý bà con nông dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc, chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Huyện Đạ Tẻ, hơn 300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ chuyển đổi trồng mới dâu lai. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Các chủ tàu cá khai thác vùng biển xa bờ ở Bình Định đang đứng trước tình trạng thiếu hụt nguồn lao động trầm trọng. Chuyên mục con số hôm nay, 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi ra trên 1 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi. Chuyện nhà nông, phòng chống dịch tả heo châu Phi ở các huyện giáp ranh. Thưa quý vị và bà con, mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động tối nay, như thường lệ sẽ tiếp tục là một số thông tin về tình hình sản xuất nông lâm đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Nhằm phát triển kinh tế gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Đạ Tẻ đã lập đề án chuyển đổi trồng mới dâu lai tập trung cho đối tượng này. Theo đó, sẽ có hơn 300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ trong dự án này, chủ yếu về giống, kỹ thuật trồng dâu, một số dụng cụ máy móc và nông né tầm để trồng dâu nuôi tầm. Đây là đề án nhằm giúp cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại Đạ Tẻ vượt qua đói nghèo, vươn lên làm giàu. Được biết, nhờ chuyển đổi qua trồng dâu nuôi tầm, thống kê năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của huyện này đã giảm 1,3%, hiện chỉ còn 3,4% dân số toàn huyện có thu nhập dưới mức chuẩn nghèo theo quy định. Hội nông dân huyện Đạ Tẻ vừa trao 10 bộ né phục vụ trồng dâu nuôi tầm cho 10 hộ nông dân xã Đạ Nha và xã Quốc Oai. Đây là loại né gỗ vuông có chân đế đứng, giúp tầm lên né hiệu quả, bớt công sức và chất lượng kén tốt. Được biết, bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số hai thôn thuộc xã Quốc Oai bắt đầu làm quen với nghề trồng dâu nuôi tầm cho thu nhập ổn định hơn các loại cây trồng khác. Ngoài tặng né tầm, xã còn giúp bà con thôn Đạ Nha mô hình trồng mít thái không hạt, loại cây trồng có điều kiện sinh trưởng phù hợp với vùng đất Đạ Tẻ. Thưa bà con, thời gian qua, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng đã tăng cường vận động nông dân đầu tư phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, tham gia mô hình kinh tế trang trại. Theo đánh giá, sự chuyển đổi này bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Theo Hội Nông dân Bình Thạnh, đại đa số nông dân trong xã sinh sống bằng nghề nông, trong đó chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi. Thời gian qua, Hội Nông dân xã đã tích cực vận động nhân dân tập trung sản xuất, nâng cao năng suất theo hướng sản phẩm, đảm bảo chất lượng, an toàn, tăng hiệu quả kinh tế, từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Từ đó, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cơ giới hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp đã có chuyển biến tích cực, đặc biệt là nhân rộng mô hình nhà lưới, nhà kính theo hướng công nghệ cao và mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững, đang có những bước phát triển đáng kể. Hiện nay, toàn xã có khoảng 80 hectare diện tích sản xuất theo hướng công nghệ cao, trong đó diện tích nhà kính gần 1 hectare, diện tích nhà lưới là 3,42 hectare, diện tích tưới phun sương ngoài trời 71 hectare và có 2 hectare phủ màng polymer. Liên tục chương trình, cấp hạn ngạch cho tàu cá theo chiều dài tàu, ngư dân tại Phú Yên lo lắng. Chuyên mục con số hôm nay, 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi ra trên 1 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi. Chuyện nhà nông, phòng chống dịch tả heo châu Phi ở các huyện giáp ranh. Xin được chuyển đến với những thông tin liên quan đến tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng chú ý của bà con nhiều địa phương trên cả nước. Thưa quý bà con, hiện nay ở Bình Định, các chủ tàu cá khai thác vùng biển xa bờ đang đứng trước tình trạng thiếu hụt nguồn lao động trầm trọng. Sự cạnh tranh lực lượng lao động từ biển sang lao động trên bờ khiến nhiều chủ tàu phải tính toán cho mỗi chuyến biển trước khi ra khơi. Bình Định là tỉnh có nghề cá phát triển mạnh trong cả nước, đặc biệt là đánh bắt xa bờ với các nghề truyền thống đánh bắt cá nổi như câu cá ngừ đại dương, câu mực, lưới vây rút chì, v.v. đánh bắt khơi xa và di chuyển ngư trường đánh bắt ở khắp tất cả các ngư trường trong toàn quốc. Ngoài phụ thuộc vào nguồn lợi, mùa vụ và yếu tố thời tiết, một trong những vấn đề mà các chủ tàu khai thác xa bờ ở Bình Định đang phải đối mặt đó là thiếu hụt nguồn lao động. Trước thì năm 2010-12 rồi thì cũng có tôi cũng có vài chiếc, thì sau khi đó thì khó khăn quá thì cũng bán bớt để cho nó công nghệ cao, có hiệu quả, mà cái điều cũng cá là bạn tìm không có ra, thì cái số lúc khỏe thì nó mua 6-7 triệu để mình đi, nó chịu đi, còn đứa thì 4 triệu, 3 triệu. Thì nói chung là tình hình nó càng ngày càng nó đòi hỏi bạn, nó đòi hỏi nhiều quá.
Hiện nay, số lượng lao động đi biển ở độ tuổi từ 40 trở lên chiếm tỷ lệ đa số trong cơ cấu lao động nghề biển. Có một thực tế là lao động trẻ mặc dù có sức khỏe nhưng lại không mặn mà với nghề truyền thống. Trong khi đó, nghề cá hiện đại đang là xu hướng thay thế tập quán truyền thống đánh bắt trước đây. Muốn phục vụ tốt các đội tàu khai thác xa bờ với công nghệ thiết bị hiện đại, đòi hỏi lao động nghề biển có trình độ, được đào tạo bài bản và có hiểu biết nhất định. Trong cái đề án phát triển nguồn nhân lực của Bộ cũng như là trong cái một số cái nghị định 67 thì cũng có cái hỗ trợ trong công tác đào tạo ngư dân và thuyền trưởng máy trưởng để mà phục vụ cho phát triển ngành khai thác theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng mà trong thời gian tới tôi nghĩ là có lẽ là nên tuyên truyền vận động ngư dân tham gia nhiều hơn về các cái khóa đào tạo tập huấn để ngư dân khi mà khai thác lao động trên biển đáp ứng được cái tiêu chuẩn về an toàn trên biển cũng như là cái kỹ thuật để chúng ta nâng cao cái giá trị chất lượng cái sản phẩm. Trong xu hướng phát triển hiện nay, vấn đề chất lượng nguồn lao động cho khu vực này cần được tính tới nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả kinh tế cho mỗi chuyến biển. Cũng câu chuyện liên quan đến nghề khai thác thủy sản. Thưa bà con, thực hiện luật thủy sản năm 2017 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các tỉnh ven biển bắt đầu thực hiện việc cấp hạn ngạch khai thác cho tàu cá theo vùng thay vì theo công suất tàu. Theo đó, thì chiều dài của tàu cá sẽ quyết định tàu đó sẽ được đánh bắt ở vùng biển nào. Quy định này có hiệu lực đồng nghĩa với hàng loạt vấn đề ngư dân phải thay đổi và điều này cũng tác động không nhỏ đến ngư dân theo cả hai hướng tiêu cực và tích cực. Điểm khác của việc cấp phép khai thác thủy sản theo luật thủy sản hiện hành là thay vì cấp phép theo công suất tàu như trước, việc cấp phép lúc này được căn cứ theo chiều dài của tàu cá. Theo đó, tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên được hoạt động ở vùng khơi, chiều dài từ 12 mét đến dưới 15 mét hoạt động tại vùng lộng và tàu dưới 12 mét chỉ hoạt động tại vùng ven bờ. Thế nhưng, thực tế lâu nay ở Phú Yên, đội tàu cá có công suất từ 90 CV trở lên thường đánh bắt cả vùng lộng lẫn vùng khơi tùy theo mùa, nhưng do số lượng tàu cá khai thác trên một vùng quá đông dẫn đến nguồn lợi thủy sản bị cạn kiệt. Nhiều tàu cá ra khơi năng suất thấp, không bù đắp được chi phí chuyến biển. Nghĩ rằng là một chiếc túng bánh nhưng mà 10 chiếc không đó, đầu chỉ nghĩ rằng cái chiếc vô trước túng bánh đó, đầu chỉ đè lại cái chiếc sau. Đó, chứ còn thật chất đây là kế không có nắm. Giờ nói hẳn là đa số là giờ ngư dân chuẩn bị nằm bờ luôn, 20 con là lỗ rồi, 30 con là còn mặc đủ vốn mà từ 40 con là dư có ăn. Việc cấp hạn ngạch là cơ sở để quản lý tàu cá theo luật thủy sản năm 2017 và hướng đến phát triển nghề cá có trách nhiệm. Tuy nhiên, cũng không ít ngư dân lo lắng, nhất là những ngư dân có tàu cá dưới 15 mét. Theo bà con, việc chuyển đổi đánh bắt từ vùng này sang vùng khác không phải dễ dàng bởi liên quan đến chi phí đầu tư cho ngư lưới cũ. Do vậy, để thực hiện được, cần có những hỗ trợ ban đầu để ngư dân có tàu dưới 15 mét chuyển đổi nghề từ vùng khơi sang vùng lộng cho phù hợp. Bên cạnh nỗi lo về lao động rồi chính sách, một câu chuyện khác đang diễn ra ở Quảng Ngãi cũng rất đáng quan tâm. Thưa bà con, chuyện là Cửa Đại thuộc địa bàn hai xã Nghĩa An và Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi. Hai địa phương này hiện có lượng tàu cá chiếm khoảng 1/3 tàu cá trong tỉnh. Trước đây thì Cửa Đại là một bến cá sầm uất, ghe tàu ra vào buôn bán tấp nập. Những năm gần đây, do luồng lạch bị bồi lấp, tàu thuyền khó ra vào nên ngư dân mong muốn có cảng cá, luồng lạch an toàn để trở về sau mỗi chuyến vươn khơi. Cửa Đại là con đường thủy duy nhất để hơn 2.000 tàu thuyền của ngư dân hai xã Nghĩa An, Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi ra khơi khai thác hải sản. Gần 10 năm nay, cửa biển bị bồi lấp nên hầu hết tàu cá rất khó ra vào. Tàu đánh bắt xa bờ thì thường xuyên bị mắc cạn. Mặc dù có cửa biển nhưng ngư dân của địa phương phải vào những nơi khác để bán hải sản, tiếp nhiên liệu và neo đậu tránh trú thiên tai gió bão. Cái cửa cảng ở đây là nó rất cạn nên ra vô không được. Rồi phải chạy về tình kỳ ra vô mới được. Lấy nhiên liệu ở đây mà chạy ra là nó bị mắc cạn, nó đi không được. Cửa bồi lấp, không có phương tiện. Các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá cũng vì thế mà phải hoạt động cầm chừng. Không ít lao động địa phương bị mất việc. Những chiếc tàu công suất nhỏ vào được bờ thì không có bến neo đậu bán hải sản. Cửa nó bây giờ là đối hết rồi. Ở đây mình được không bữa. Nên mình phải đi vô cốp nào mình làm. Mình kiếm mình sinh sống. Cửa biển bồi lấp, tàu thuyền không thể vào bến khiến ngư dân nơi đây luôn trong tình trạng bất an. Họ mong ước chính quyền các cấp đầu tư xây dựng cảng cá để yên tâm đóng tàu máy lớn vươn khơi bám biển sản xuất. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi ra trên 1 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi ra trên 1 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi, bao gồm thịt gà, heo, trâu, bò, phụ phẩm và nội tạng động vật, trong đó đáng kể là nhập khẩu thịt heo.
Cả nước đã chi 23,58 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu thịt heo trong 4 tháng đầu năm, tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm 2018. Lo ngại về sự an toàn của nguồn thịt heo trong nước, nhiều công ty chế biến thực phẩm, các bếp ăn, công nghiệp, trường học và người tiêu dùng đã chuyển qua sử dụng thịt heo nhập khẩu. Nguồn nhập khẩu thịt heo cũng khá đa dạng từ Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, Đức, Ba Lan, Pháp, v.v. Giá thịt heo nhập khẩu khá cạnh tranh. Ngoài thịt heo, các doanh nghiệp cũng nhập khẩu nhiều thịt gà, trâu bò, phụ phẩm chăn nuôi. Trong đó nhiều nhất là phụ phẩm sâu giết mổ với tổng giá trị sắp xỉ 450 triệu đô la Mỹ. Tiếp đến là trâu bò trên 228 triệu đô la Mỹ, thịt gia cầm trên 82 triệu đô la Mỹ. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 400.000 con heo, trong đó chăn nuôi tại 338 trang trại hơn 200.000 con, còn lại là chăn nuôi nhỏ lẻ tại 11.359 hộ chăn nuôi. Trước tình trạng lây lan dịch tả heo châu Phi hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các huyện, thành phố trực thuộc đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các huyện, thành phố huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế dịch tả heo châu Phi. Tại Đạ Tẻ, địa phương gần với các tỉnh đã có dịch nên công tác phòng dịch càng được cán bộ thú y cũng như người dân địa phương quan tâm hơn. Cái công tác phòng chống dịch ở địa phương chúng tôi thì thực hiện theo cái sự chỉ đạo của chi cục thú y và ủy ban nhân huyện Đạ Tẻ. Cái thứ nhất đó là tiêu độc khử trùng một cách thường xuyên các cái điểm giết mổ, khu vực chợ và khu vực buôn bán gia súc gia cầm, các cái trang trại thì cấp phát thuốc. Chúng tôi thực hiện cái công tác như vậy là kiểm soát từ ngay từ đầu vào đối với các hộ giết mổ, ngay buổi chiều buổi tối là nhân viên thú y của chúng tôi đến các hộ để kiểm tra động vật sống trước khi giết mổ và sau đó thì mới cho đóng dấu và sáng ngày hôm sau mới cho tiêu thụ. Thì hiện nay chúng tôi đang thực hiện cái công tác tiêm phòng 3 bệnh cho đàn heo, đó là dịch tả, thụ huyết trùng và phó thương hàn, thì cũng đã đạt được khoảng độ 70% cái tỷ lệ tiêm. Theo cái kế hoạch của chúng tôi là huyện giao là 90% trên tổng đàn trong diện tiêm. 1-2 ngày tới thì cũng là sẽ kết thúc cái đợt tiêm phòng đợt 1 năm 2019. Ngoài ra còn phối hợp với các cái trạm kiểm dịch động vật của tỉnh để giám sát cái lượng heo đi vào cũng như là thực phẩm đi vào trong địa bàn huyện. Tuyệt đối không cho những cái thực phẩm vào, mà nếu như mà chúng tôi phát hiện ra mà không rõ nguồn gốc thì chúng tôi bắt buộc phải cho tiêu hủy. Theo kết quả kiểm tra mẫu thịt heo trên địa bàn huyện Đạ Tẻ, không phát hiện đàn heo có triệu chứng của dịch bệnh. Tuy nhiên là địa bàn cửa ngõ nên công tác kiểm soát đàn heo rất được chú trọng. Đối với các nông hộ, việc tiêu độc khử trùng luôn được bà con làm triệt để, tiêm ngừa đầy đủ, hạn chế người lạ vào chuồng trại để tránh lây lan. Trong cái thời điểm hiện tại, tức là dịch vừa rồi là có dịch lở mồm long móng, xong đến dịch cả châu Phi thì trang trại của gia đình thì là cũng chưa thấy dịch gì hết. Cái thứ nhất là mình sát trùng chuồng trại định kỳ, thứ hai nữa là mình rắc vôi xung quanh lối đi cửa chuồng, thứ ba nữa là mình không cho gia súc gia cầm vô chuồng với người lạ vô chuồng. Công tác giết mổ cũng được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo giữ vệ sinh chuồng trại, khu chăn nuôi, khu giết mổ và khu vực buôn bán gia súc gia cầm. Hàng ngày cán bộ thú y sẽ kiểm tra từng đàn heo tại điểm giết mổ và phun thuốc tiêu độc khử trùng kịp thời đầy đủ. Chung là heo bắt ở thị trường bên trong huyện thôi, bắt về thì 3 ngày này xịt sát trùng, vệ sinh thường xuyên. Nói chung là hàng bắt về lúc nào cũng sạch sẽ và kiểm soát tuyệt đối là bệnh dịch. Hiện tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa xuất hiện dịch tả heo châu Phi, tuy nhiên tại các tỉnh giáp ranh đã xuất hiện dịch bệnh, nguy cơ xâm nhiễm dịch của địa phương rất cao. Trước thực trạng đó, cùng với các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tiến hành kiểm tra, tỉnh Lâm Đồng đã lập nhiều chốt kiểm dịch động vật liên ngành để tăng cường kiểm soát dịch bệnh, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào các địa phương, tránh lây lan dịch bệnh. Thưa quý bà con, những nội dung đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTVA@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Thiên Phước và Kim Quý xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.